chưa đi làm rồi. Tiến hành kế hoạch thôi. Nhưng mà làm sao tiếp tục vô đây? Phải làm sao? Đi học về mà biết má thì mình tiêu luôn á. Được. Nhanh để cứu mới được. Giúp con giúp con vậy công chúa? Nói vô nghe đi. Chuyện á là có chuyện là gì á vú? Vú giúp con đi. Bữa đó con có thuộc bài, cô mời phụ huynh. Bây giờ vú vú giúp con giải đề má con. Đến trường hợp nha. Nhưng mà chú phải hứa với con một chuyện, chú đừng có biết má con. Má con mà biết nó là làm chết luôn á. Chú không mẹ chú đúng không? Thì được không con? Chú không giả là má con. Trời ơi, không có được đâu. Trời ơi, bữa đó lên mà người ta hỏi á hả, chú biết đường đâu mà chú trả lời. Chú yên tâm đi, chú chỉ cần nghe theo lời con, làm theo chị con nói. Bây giờ chú đừng có giận nữa, đi theo con lên phòng và lấy đầu con lấy con thì chú nha. Mai à, xuống đây ăn cơm nè con, má chuẩn bị đi làm nha, trễ lắm rồi. Ăn cơm đi con, má đi làm nha. Má đi đi má. Ừ. Nghiệp má quá, chỉ vì lo cho mình ăn học mà phải cực nhọc như vậy, vậy mà mình không chịu học hành tử tế. Má ơi, con thương má quá. Nếu mà má biết con như vậy, chắc má buồn lắm. Không được, mình không thể để cho má biết chuyện này. Bây giờ phải nhờ ai đây? Yeah.
cũng mấy lít rượu mà. Nặng nhẹ này nọ, chửi lên chửi xuống. Tao mua thiếu rồi, tao có tiền tất cả. Tao đâu có giật đâu. Mà nói này nói nọ tao, tao cũng còn cương vị của tao chứ. Bà biểu chút coi. Phương à, đi đâu có kêu rồi không biết. Đi đâu mà bỏ nhà cửa gắn cái chùa Bà Đanh à? Đi là không đóng cửa nữa. Bỏ cửa nào thì ăn trộm nó vô lấy, không còn đồ đạc gì hết luôn á. Bây giờ cũng còn gì đâu, ăn trộm nó lấy. Cuộc đời lúc còn tiền thì chiến hữu vây quanh, chiến tạc chiến thù. Khi hết tiền rồi, chiến hữu đâu mất tiêu. Dây cho tụi nó đi chiến dịch hết rồi. Chỉ còn có chiếc cây chai này, chỉ còn có cây chai này, nó là người bạn trung thành không bao giờ bỏ tôi. Mày không bỏ tao thì tao sẽ không bao giờ bỏ mày. Mai mốt tao chết tao biểu nó bỏ mày vô hòm chung chung tao luôn. Thưa ba, con đi học mới về. Ủa, bữa nay mày biết nói chuyện rồi hả? Ba à, con gái, con gái cưng. Con gái cưng, đi qua Bà Tư mua cho ba chai rượu. Ba lấy ngót cửa chiều coi. Sao ba uống rượu hoài vậy ba? Ba đã hứa với con á, ba không uống rượu nữa mà. Cũng vì rượu á mà má Hương bỏ đi. Cũng vì rượu mà gia đình ta tan nát. Ba không thấy sao hả ba? Đừng có nhắc má Hương mày với ba nữa. Má mày muốn đi thì cứ đi. Ba không có cần. Ba chỉ cần uống rượu thôi. Hôm qua bà ngoại ghé thăm cho nhiêu tiền? Mua cho ba chai rượu đây. Bà ngoại cho tiền là để mua gạo, đóng tiền học. Ba ơi, bà đừng uống nữa. Bà mà uống nữa, con bỏ nhà con đi bộ cho ba coi. Mày không có biết cái gì hết á. Nè, mua gạo cái gì? Lúc này là cũng được nấu từ gạo. Bao nhiêu lít gạo mới nấu được lít rượu? Ba uống một lít rượu rồi ba bằng ăn bao nhiêu lít gạo rồi. Cho mẹ học đã rồi. Mày về mày lên giọng mày dạy khôn ba. Bây giờ ba không cần mà mày qua đó mua nữa. Tiền bà ngoại cho con đâu? Đưa cho ba, ba tự đi mua. Đưa tiền đây cho ba. Đưa tiền. Đưa tiền cho ba. Bây giờ ba muốn uống rượu chứ gì? Ba muốn uống rượu cái gì? Ba lấy tiền này đi uống rượu đi nè. Con có muốn nói với ba nữa, ba lấy tiền đi. Chán bà lắm rồi, con không có muốn nói gì hết á. Con bỏ về con đi luôn, con không có ở cái căn nhà này nữa. Tiền bạc mà nó dục dưới đất kìa, coi được không? Mà hay cãi đó. Nó muốn quăng ở đâu, nó quăng. Miễn có tiền mình uống rượu là được rồi. Sao tôi té mà không ai đỡ tôi hết trơn. Mỗi khi tôi té là con Phương nó đỡ tôi.
Sao bữa nay nó không đỡ ba nó? Tại nó đi mất tiêu rồi. Đỡ gì nữa mà đỡ. Nó đúng. Gia đình của tôi bây giờ tan nát hết rồi. Mẹ nó thì bỏ ra đi. Còn lại một mình nó. Chỉ có ai cho con hữu hỷ với nhau. Một niềm hy vọng cuối cùng. Mà nó cũng bỏ thôi nó đi. Tại sao vậy? Vậy mà nó cũng bỏ ba nó đi. Tại sao vậy? Gia đình tôi tan nát là tại sao vậy? Má con, để con đi tới đâu vậy? Dạ, con không đi theo. Chứ con đi đâu? Chính là chú nhờ chú giúp con chuyện. Chuyện gì? Ê mày, mày đừng có nói tao đi giao hàng cho mày nữa nghe. Mày thụ chết á. Hàng gì? Trời ơi, con học sinh hàng quá gì đây chú? Ý con là bây giờ tính nhờ chú lên trường của con học phụ huynh giùm con. Tại vì ba má con ở xa rồi không có nhà. Học phụ huynh à? Hả? Để tao đóng giả ba mày. Đúng rồi. Trời ơi, đóng giả ba mày, người ta vô đó học người ta chửi tao chết. Thì đâu có gì đâu chú. Chú gái với con đi. Qua xong trải này một cái rồi con gửi tiền thù lao chú 100 ngàn. 100 ngàn mà tao vô đóng giả nha mày. Cho người ta chửi tao. Thôi đi, không đi rồi. Thôi 150 á. 150 hết giá nghe chú. Còn có 100 mấy chục ngàn à, tao đưa 950 luôn á. Thôi 150 thôi được rồi, thưa cho tao 150 vậy. Coi như là tiền bồi thường vinh dự cho tao á. Hứa nghe chú nha. Rồi, chắc chắn nghe chú. Rồi được. Hà không có chơi bỏ con giữ trợ nghe chú. Rồi được. Nhưng mà trước khi đi họp á, con không tốt gì cũng dặn chú. À, chú nghe mày nói. Giải pháp nào tốt nhất thì chúng ta cùng nhau để xây dựng cho các
nghèo thì tốt hơn. Biết ý kiến ý còi gì vậy? Nó biểu vô đây ngồi nghe, nó mua cho hết một chè. Nãy giờ ngồi nghe bị chửi không? Phải cắn răng chịu đựng chứ biết nói sao giờ. Biết lắm à, vào đây á nghe chửi mà thôi. Ai có ý kiến ý còi gì thì nêu đi, họp nhanh về cho tôi chạy xe hôm nữa chứ, tôi vợ đứa con mà khổ quá. Dạ tôi sẽ về quản lý lại cái giáo nhạc. Dạ thầy cô cứ yên tâm ạ. Đây là lần cuối dặn quý phụ huynh, nếu mà các cháu có những cái vi phạm nào nữa thì nhà trường sẽ không làm được gì. Đến trường hôm nay phóng rồi, đẹp quá. Kệ nó đi, ai nói gì nói, biểu mình giải phóng xong được nồi chè là mừng rồi. Chồng thôi ế mang về ăn thấy bà nội luôn.